Nuốt hết đi rồi nuốt hết nha anh em, chỉ việc đi săn nổ ở trong cái những cái ma viên viêm thạch ma thành này viêm thạch ma thành này rất ra rất nhiều đồ anh em nhé. Anh em cứ việc vào đây và tràn rồi nhìn này anh em nhìn này, tôi lại ghép được đồ bậc 5 tiếp này, anh em ghép một cái bất kỳ